nè Lu. Không ngờ hả là mình mới học đại học chung đây thôi mà bây giờ hả là ngày mai bạn cưới vợ rồi. Tao cũng đang rất là hồi hộp đây, không biết ngày mai sẽ thế nào nữa. Thì có đâu, tới đâu thì tới thôi. Mà mình nói bạn nghe nè, bạn còn nhớ là Kiệt học chung lớp mình không? À nhớ. Giờ nó làm gì ta, như nghe nói làm đạo diễn hay gì á? Không, kia kìa, hồi trước á là nó hay chọc bạn lẻo lả đâu nha. Nó bảo nói là bạn không bao giờ mà cưới được vợ, bạn chỉ thích đàn ông thôi, chỉ thích đàn ông thôi, bạn nhớ không? Rồi giờ làm sao? Giờ nó đi thích đàn ông không à? À vậy hả? Bởi ta nói đời khẩu nghiệp vậy đó. Thôi vô, vô chúc mừng bạn nha, vô. Vô cái gì? Trời ơi, chưa uống mà trón luôn á. Nó lộn, té tát mạnh quá luôn. Ai cho ông lấy vợ? Thì lấy thì phải lấy thôi chứ sao giờ mà. Vậy lấy thì bữa là có kêu tôi qua bên nhà bà gửi thiệp cưới mà bà không biết hả? Không, ý tôi nói là tại sao hai ông có tiệc độc thân mà không rủ tôi? Trời ơi, tiệc độc thân là tiệc của đàn ông mà tự nhiên rủ bà làm chi? Tôi cũng là đàn... Tôi không phải là đàn ông nhưng mà tôi nhậu chung với mấy người được. Thôi giờ ấy giờ về đi. Giờ là con bé là này nó là cũng là thân trong nhóm mình. Thì ấy giờ cho vô nhóm luôn là nhậu chung tiệc độc thân đi. Ok, mà trước khi nhậu vô thì tao có câu hỏi nè. Sao? Ủa mặt ghi cho ma thắt cà vạch vậy? Trời ơi, nó phải trịnh trọng bạn, bữa nay bạn thân mình đám cưới chứ phải giỡn đâu. Ok, vô nè, vô nè. Nè, tôi có đem rượu về. Trời. Trời lớn luôn nay ghê chơi. Ghê vậy? Ờ. Trời ơi. 1, 2, 3 vô. Tôi buồn quá à. Có gì đâu buồn. Buồn chứ sao không buồn, sao không đi lấy vợ vậy? Thì đàn ông mà. Rồi cũng sẽ tới một lúc phải lấy được cái người chồng của mình thôi. Lộn, lấy vợ của mình thôi. Đúng rồi, nói vậy đúng rồi. Làm hết cùng hồn hết vía. Nhưng mà ông đi lấy vợ vậy trái tim tôi sao? Trái tim của em rất đau. Rất đau là gì? Chị muốn yêu. Thôi uống đi, uống đi. Đừng hát nữa, hát ghê quá đi thiệt luôn á. Nhiều khi tôi cũng buồn lắm. Không biết tương lai sau này ra sao. Nhưng mà trước mắt thì cứ lấy đi rồi tính. Đừng có buồn nữa nha. Ngoan nè, ngoan. Lúc, lúc. Vậy con bé Linda nó ngủ chưa? Linda nó ngủ rồi. Nó ngáy như hai néo. Hai néo. Bây giờ là bạn thân là mình mới tâm sự với bạn nha luôn. Mình thấy là bây giờ các bạn là chuẩn bị là kết thúc cái kiếp độc thân rồi. Không, bạn bước một cái sang trang mới. Khoan, đợi xíu tôi bóp mũi cho nó nín thở. Rồi. Trời, chết chết, nó chết. Không thở miệng, cho đỡ ngáy. Ôi, nó ngáy như cá voi vậy mẹ ơi, tôi kệ nó. Vậy nè, bây giờ các bạn là sắp là hết cái kiếp độc thân rồi. Bây giờ bạn phải suy nghĩ kỹ lại đi. Bạn có thật sự là yêu cái cô dâu ngày mai không? Còn mấy bạn quay đầu là bờ. Quay. Trời ơi, quay sao được giờ. Kiểu giờ mai lấy rồi quay cho nhà nó giết. Giết cái gì bây giờ? Ủa khi bạn lấy rồi, cái bây giờ là bạn mới, lúc đó bạn mới phát hiện là xung quanh bạn còn những người mà yêu bạn hơn, thật sự thương bạn hơn. Thì lúc đó là bạn sẽ hối hận lắm đó, bạn hiểu không? Đúng rồi. Ai mà yêu tao. Bây giờ tôi nói thẳng luôn, thật sự á là Linda yêu bạn đó. Cái gì? Linda yêu bạn. Mày nói gì à, mày khùng quá. Con Linda là nó thích mày đó. Không, Linda là thích Lu đó. Thấy chưa? Tao nói rồi mà. Nó thích mày đó. Mày thấy nó dựa không? Nó dựa vào mày đẹp như là một nụ hoa nở thêm một cái cằm thiệt. Ở đây chơi với nó đi, tao đi đây. Ê, Lục. Trời ơi, thật sự là như vậy sao? Nặng quá. Linda à,
Em có biết không, tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người của chúng ta một trái tim, nhưng chỉ với một nửa yêu thương. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải đi tìm một nửa yêu thương còn lại. Anh đã tìm được một nửa yêu thương của mình, đó chính là em. Mỗi khi em cười, nụ cười đó, trời ơi, một sự chuyển đổi linh hoạt như vậy sao? Nụ cười của em làm cho trái tim anh như chết lặng. Và mỗi khi em nằm ngủ, ôi, nhìn thật là quyến rũ. Em ơi, em có biết không, những khi em buồn, anh không dám an ủi em, bởi vì anh sợ em sẽ buồn thêm. Và những lúc mà em up hình em bận đồ bikini trên biển, lòng anh như chết lặng, vì ghen với những ánh nhìn của những người đàn ông khác. Vì anh yêu em. Em có đồng ý làm vợ anh không hả Linda? Em đồng ý. Em đồng ý. Ủa, em không có bị sai hả? Em đâu có sai gì đâu. Là sao? Là hồi nãy giờ anh nói thiệt đúng không? Anh nói thật luôn á. Anh nói thật là anh yêu em đúng không? Yeah. À, xong chưa? Xong rồi. Xong rồi à, thành công không? Yeah. Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Đó, chúng tôi đang thực hiện một vở kịch vào thập niên 70, diễn tả lại cảnh một người đàn ông yêu đương mà không dám tỏ tình, thì giả bộ ngủ để ông ấy tỏ tình thôi. Trời ơi, nhưng mà tôi thương Linda thật mà. Linda ơi, bữa nay là anh mới phát hiện ra một sự thật là cái bờ vai của em nó to quá. Em có tập tạ hả Linda? Trời ơi, ai giọt giọt có chịu, có nóng quá nè. Nóng rồi, ôm anh đi, ôm anh đi. Nóng mà ôm. Thì có gì đâu mà, trời. Trời ơi, cái gì vậy? Gì vậy? Cái gì vậy? Sao mày lên giường nằm vậy? Trời, sao mày nằm trên giường vậy? Ủa, vậy Linda đâu? Linda đâu? Linda! Ủa? Tôi ở đây. Trời ơi, sao hồi tối là mình nhớ là mình với Luân nằm dưới đất, Linda nằm trên giường mà. Ờ, đúng rồi. Linda cũng nhớ hôm qua Linda nằm trên giường mà sao giờ rớt đất rồi. Trời ơi, thôi mệt quá. Vậy là tại sao? Trời ơi, ai biết đâu, thì giờ đi đánh răng rửa mặt đi, rồi tôi đi mua đồ ăn sáng cho nè. Ôi, chú trai có một đêm mà vui quá ha. Nè, cơm nước nè, ăn đi, ăn sáng đi. Cảm ơn luôn. Chán dễ sợ. Trời ơi, đi vô đây biểu coi. Trời ơi, đi vô đây biểu coi. Trời ơi, cái gì vậy luôn? La trên đầu người ta la xuống vậy nè trời. Tại sao rồi đi ngồi ngủ vậy? Không có biết xếp mùng, xếp mền, xếp gối gì cho người ta hết vậy? Xếp gì từ từ xếp, mới ngủ dậy chưa kịp xếp mà. Ủa, ông biết không, đọc sách hả? Khoa học người ta chứng minh rằng ấy, sáng ngủ dậy thì đừng nên xếp mùng mền lại. Xếp lại thì con người ta sẽ không có linh hoạt. À, vậy đó hả? Khoa học chứng minh vậy hả? Còn cái này là bà ngủ nhà của người khác, ngủ nhà khách, thì tôi không biết. Sáng sớm dậy là phải xếp mùng, xếp mền lại cho người ta. Dạ, hiểu không? Nó hiểu đi. Thiệt bạn luôn, cái này là xếp mùng mình qua nhà bạn bè chứ đâu phải là đi nghĩa vụ đâu mà xếp sớm vậy. Trời trời, đi nghĩa vụ mới cần phải xếp chăng? Đúng vậy. Tôi không biết, nói chung là nhà của tôi là phải xếp mền. Quy tắc là đi qua nhà khách ngủ thì phải xếp mền cho người ta. Hiểu chưa? Thu dọn mền gối sau khi ngủ là một việc vô cùng đơn giản. Thế nhưng vì lười, vì gấp gáp, chúng ta thường bỏ qua công việc này. Tuy nói rằng đây không phải là một điều gây ảnh hưởng quá nhiều đến chúng ta, nhưng suy nghĩ cho cùng, đó vẫn là một cách để người khác đánh giá về bạn như một kẻ lười biếng và bừa bộn. Một chiếc giường gọn gàng, ngăn nắp sẽ khiến bạn thoải mái mỗi khi trở về nhà sau một ngày dài vất vả. Mỗi khi cần thêm không gian,
chiếc giường rộng rãi cũng sẽ giúp đỡ cho bạn rất nhiều. Vì thế, hãy thu dọn mền gối sau khi ngủ dậy. Tất nhiên là bạn có thể chờ một lúc để các khí thải thoát ra từ cơ thể bên trong giấc ngủ được bay hết ra ngoài. Nhưng hãy nhớ, đó là khi bạn ở nhà. Còn khi đến nhà một ai đó, hãy thu dọn mền gối ngay sau khi thức dậy các bạn nhé. Rồi, đó bây giờ biết sai chưa? Biết chưa? Biết rồi. Vậy là tốt rồi đó. Nó rảnh rồi chơi, muốn làm gì làm đi. Ủa? Nãy tao nhớ là tao quên cái gì mà tao không nhớ là tao quên cái gì. Tôi nhớ cái mà Lu không nhớ là Lu không nhớ cái gì luôn nè. Là cái gì ạ? Bữa nay là ngày rước dâu á. Thì đó, đúng rồi. Rước là dâu mà, nói gì đâu, dâu. Ừ, coi đâu. Thôi chết! Hôm nay là ngày rước dâu! Chết tao rồi! Trời đất ơi, hai cái con phụ dâu phụ rể này có đi phụ không? Lẹ lên! Đi chứ! Lẹ lên! Ngủ lẹ lắm đó, ngáy như hai néo. Nè, mình nói bạn nghe nè. Thôi